sau kiểu chắc là cô này cũng thích thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. Ôm luôn. Rồi bây giờ tới Trung đó. Xấu thể hiện luôn rồi anh. Cảm giảm rồi. Cảm giảm hay quát lắm. Trông hay thôi mà hay quát lắm. Quá vâng. Em hả? Vâng. Em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt. Càng cấm càng máu em ạ. Ừ. Đấy tuổi trẻ đấy. Thế đúng rồi. Máu lắm hả Trung? Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ. Máu lắm. Mình rất là Bluetooth đúng không? Ồ, đẹp cái chị. Thấy chưa? Đều là mắt gà như nhau. Rồi, chào hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ, em chào chị. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ vâng, đầu tiên em xin giới thiệu em là Trung, chồng của Hồng Nhung đây. Hiện đây là cái gì Trung? Dạ. Đừng nói em Quốc Trung. Em là Đức Trung ạ. Đức Trung. Tưởng Quốc Trung là em Quốc Thuận. Ừ đó, Quốc Trung là em Quốc Thuận rồi. À, nay em 33 tuổi, đang ở sinh sống ở Hà Nội. Hiện thì em đang làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Dạ, em chào anh chị ạ. Em tên là Hồng Nhung và em năm nay là 34 tuổi. Thì em cũng làm tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines. Và hai vợ chồng cũng có chấm nở tình yêu và xuất phát từ tình yêu từ cái ngành tiếp viên hàng không. Thì hiện tại em vừa làm tiếp viên hàng không và làm giám đốc của công ty riêng về xuất nhập khẩu mỹ phẩm ở nước Hoa. Như vậy là chắc có lẽ là cơ duyên các bạn gặp nhau là chắc có lẽ là gặp ở trên máy bay đúng không? Lần đầu tiên bọn em gặp nhau thì là đang ở thời gian huấn luyện của Vietnam Airlines. Ấn tượng thì lúc đấy chưa có ấn tượng gì cả. Thế nào lại gặp được cô gái lại cũng thích chơi thể thao. Chiều đến em mới chơi thể thao. Thấy vợ em ra chơi thể thao với một bạn nữa, bóng rổ thế ạ. Thấy ấn tượng quá, cá tính quá. Cũng xin, ngày xưa chỉ có số điện thoại với cả nick Yahoo. Thế xin contact của nhau rồi liên hệ với nhau. Cách đây bao lâu rồi? Đó là vào năm 2010 anh ạ. Ồ, lâu rồi. Là 12 năm rồi. 12 năm trước. Còn dạ. Em sao? Tự nhiên em, tức là lúc đó em thực sự là em rất mê cái môn thể thao đó. Bóng chuyền. Thực sự thì em cũng thích chơi thể thao từ bé. Thì em hay chơi môn thể thao là đá cầu. Và bóng chuyền, bóng rổ thì cũng chơi, biết chơi một chút. Tính cách cũng khá là mạnh mẽ nên là cũng hay thích chơi với cả con trai và hay thích chơi các môn thể thao. Xong rồi cũng nhìn thấy nhau nhưng mà cũng không có gì ấn tượng với bạn ý ít tuổi hơn. Cái tiêu chuẩn của em là không có lựa chọn bạn trai ít tuổi hơn. Cho nên em cũng không có ấn tượng với những bạn trai ít tuổi. Mà em lựa chọn là phải hơn em ít nhất là 5-10 tuổi rồi, hơn một cái đầu với suy nghĩ tư duy nó cũng phải hơn. Thì mình mới có cái để mắt. Thực ra thì thời điểm đấy là bọn em hay tâm sự với nhau. Đều học xa nhà cả. Xong rồi thời điểm đấy em cũng sau một thời gian cũng mới chia tay người yêu cũ. Hay tâm sự. Xong rồi cũng qua những câu chuyện đấy thì em nghĩ là có cảm tình với nhau thôi. Chứ còn thực ra bọn em không có ai tỏ tình hay là ngỏ lời là người yêu anh hay là làm người yêu em nhé. Em thành xưa đi học thì thời gian rảnh cũng nhiều. Là tối là hay hồi đấy bắt đầu quen nhau rồi, nói chuyện nhau rồi. Thì hay rủ vợ đi là người yêu ngày đấy đi dạo phố. À chứ người là người yêu chứ, mới là đối tượng mình nhắm tới rồi. Sau kiểu chắc là cô này cũng thích mình cảm nhận đấy rồi. Thế mình mấy hay trêu mình bảo là thôi ngồi đằng sau thì ôm mà đi cho an toàn, không mà ngã đấy. An toàn giao thông đi. À anh phải giao thông. Thế là sau một vài lần trêu đấy. Ôm luôn. Thế là lúc đấy em mới biết là thích rồi, thì coi như là nhận lời, coi như cũng chả ai tỏ tình với. Cái ôm đấy là cái nhận lời luôn, đúng không? Đấy. Ủa như vậy là em hơn bạn mấy tuổi? À em hơn anh Trung 3 tuổi ạ. Cái cảm xúc nó ngộ lắm, chị nói thiệt, em chị cũng vậy mà. Mấy lúc thế, hồi lúc mà chị 22 tuổi á, dạ. Là lúc bằng em cái thời điểm đó. Dạ. Đấy chị gặp ông xã chị là lúc là anh Tuấn Anh, lúc anh cũng bằng tuổi em bây giờ. Cũng cách nhau 3 tuổi ạ chị. Cho nên là mình không bao giờ mình nghĩ là kiểu như là sẽ đến với nhau đâu, nhưng mà mặc dù trong lòng rất là thích luôn á. Như vậy là cái tình yêu của các bạn như vậy là trong cho đến lúc coi như là lấy nhau thì nó có suôn sẻ không? Nó có chia tay chia chân gì không? Bọn em thì cũng có một lần chia tay nhau rất là lâu. Cái giai đoạn đấy là thời điểm mà anh xã em ra Hà Nội mấy tháng. Thì em bọn em có cãi nhau, có những cái mâu thuẫn rồi những cái không phù hợp về suy nghĩ chia sẻ. Thì cũng chia tay nhau mất khoảng một tháng, gián đoạn nhau một tháng. Thế xong đó là cũng vẫn thấy có thiếu người chia sẻ, xong rồi trống vắng hay là lại nói chuyện lại và lại quay lại. Thế xong đấy thì khi mà em yêu anh ấy một thời gian thì em bay ở trong Sài Gòn này hơn một năm, năm rưỡi thì em lại chuyển sân ra Hà Nội để bay. Thế thì thời gian đấy thì là hai gia đình cũng biết là hai đứa yêu nhau và có qua lại với nhau và biết là em hơn tuổi chồng em. Thế thì ông bà cũng hai bên rất là phản đối luôn và không đồng ý một chút nào, bởi vì là bố mẹ em thì cũng muốn là con gái gặp một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, có thể lo được cho gia đình, và sợ là sau này nó có cái ảnh hưởng về ngoại hình thì vợ sẽ bị già hơn chồng sẽ bỏ mình đấy. Đó.
Vâng, thì bên gia đình nhà anh ý thì cũng như thế. Thì cũng muốn là anh ý còn đang còn trẻ, nhiều cơ hội, thì cũng còn nhiều thời gian để mà rèn luyện và tìm được một cái người nó phù hợp với tuổi tác hơn. Nói chung là bố mẹ thì phản đối phần chính là vì tuổi tác. Và có lần thì em cũng, hai đứa thì cũng rất là quyết tâm, bởi vì là em nghĩ là bộ khi mà gia đình càng cấm cản thì hai đứa lại càng mãnh liệt, càng cấm càng máu em ạ. Đấy, tuổi trẻ đấy. Thế, đúng rồi. Máu lắm hả chú? Mà ngay lúc thời điểm đó là đây 22, đây 19, máu lắm em ạ, máu lắm. Nhưng mà làm sao để cho hai gia đình coi như hết phản đối và chấp nhận? Thực ra cũng là do bản thân mình thôi, em nghĩ thế. Xong rồi bọn em thì lúc đầu khi gia đình nghe thì cũng không đồng ý, nhưng mà khi gặp mặt nhau rồi thì bố mẹ bắt đầu có những sự thay đổi. Khi tiếp xúc với Nhung thì thấy Nhung cũng là một người phụ nữ mà người đàn ông có thể gửi phần đời của lại của mình. Ôi, nghe nhỏ bé quá, đàn ông nhỏ bé mà. Nhưng nói thế chứ mình ra ngoài đường thì mình to, về nhà mình vẫn là cá con, ngoài đường cá mập. Nghe được cá mập về nhà cá con đó. Nhưng mà chị hỏi nè, hai đứa là trên hai cái tuyến đường bay khác nhau hả, hay là bay chung một máy bay? Dạ, thi thoảng bắt đầu mới có một chuyến đi chung, còn đâu thì là em với vợ em là khác đội. Khác đội đúng không? Dạ. Thế rồi có ghen qua ghen lại không? Chứ chị thấy bay suốt ngày trên trời, thế đứa nào cũng trai xinh gái đẹp này chết trên giờ. Thế ra vợ chồng em cũng hiểu với nhau, thì cũng hiểu công việc của nhau mà, hành nghề phải như vậy, phải đi đây đi đó, phải mất thời gian, thì cũng không ít khi xảy ra cái chuyện. Không ghen. Em thề đi, em có ghen không? Thi thoảng gọi không được thì mới hơi hơi thôi. Trên trời làm sao mà gọi thường xuyên được. Không được đấy. Đấy thì em sợ là đi vẫn chưa đáp, hay là đáp rồi mà vẫn để chế độ máy bay. Thành ra mới hơi tò mò tí. Em sao? Chồng thế này chết dở đấy bà. Có ghen không? Thực ra thì là em nói chung là cũng hai vợ chồng em thì cũng có một chút. Chứ không có ai là ghen nhiều hết. Bởi vì thực ra là bọn em rất là may mắn, bởi vì là công việc nó gắn kết với nhau từ cái hồi mà bắt đầu yêu và bắt đầu đi học. Xong đó là cái thời gian mà gắn bó với nhau nó cũng lâu. Thì khi mà bọn em đi làm thì bọn em cũng có hiểu cái tính chất công việc của nhau. Thì đi thường xuyên, và mỗi cái tổ thì là có những cái tiếp viên, những cái phi công cũng khác nhau, chứ không phải tổ nào cũng giống nhau. Thì bọn em cũng có những cái sinh hoạt chung với cả các anh các chị. Thì nếu như mà có cái gì đó mà nó khác lạ thì là trong tổ cũng đã đồn biết ngay, đúng không? Biết luôn. Và mình rất là nhạy cảm chị ạ. Mình sẽ cảm nhận được luôn là cái tình cảm có cái gì thay đổi hay không. Rồi cái sự mà ứng xử ra là cái đó là mình cũng khá là nhạy cảm. Nên em nghĩ là bọn em cũng không có nhiều cái sự ghen tuông trong cái chuyện tình yêu nhiều. Rồi bây giờ thôi mình đến cái phần kia đi. Dạ. Hai vợ chồng em là bao nhiêu, là lấy nhau 2013. Đúng rồi ạ. Cho tới bây giờ là 2022. Làm. Là 9 năm. Thì bây giờ có những cái tật xấu, có những cái tật gì mà mình cảm thấy chưa hài lòng, thì bây giờ sẵn lên đây thì mình khui đi em. Dạ, anh Nhung có xem chương trình này rồi đúng không? Em có xem. Đến cái rồi. Phần này là phần bóc phốt ạ. Các chị là rất thích mà, các chị vợ rất thích. Đúng, các anh cũng thích chứ làm như con mình các Chung chị. Chung có thích không Chung? Em không. Em không. Anh không hề thích. Tại vì là đàn ông là nhiều tật xấu lắm, thì chị em thì chỉ đợi cơ hội này để kể thôi. Cái thời điểm mà mới lấy nhau về ấy, thực sự là cũng bị sốc chị ạ. Bởi vì là trước đó thì yêu nhau thì rất là quan tâm. À, ngày xưa anh không có bạn bè tụ tập nhau, ăn uống nhậu nhẹt nhiều. Thế nhưng mà cái thời gian mà lấy nhau về thì em có bầu em bé. Thế xong rồi anh lại thường xuyên đi bay. Và đi bay thì gặp bạn bè, xong đó là cứ chuyến bay cuối chuyến bay thì lại về là hẹn nhau đi ăn này. Ăn xong rồi đôi ba chén rượu. Xong bắt đầu dần dần nó thành cái thói quen, thành cái nếp á chị. Và có lúc hôm là còn đi nhậu về đêm luôn, 2-3 giờ sáng ấy. Em cũng rất là stress về cái việc là không quan tâm đến vợ và hay đi nhậu như thế. Nhất là lúc đang mang bầu nữa. Vâng, đúng rồi, cái lúc đấy mình cũng bị căng thẳng theo, cũng mệt, tủi thân. Anh ấy có cái tật xấu như thế thì là em không thích nhất. Còn đàn ông thì có rất là nhiều cái tính, ví dụ như là bừa bộn, bẩn thỉu. Thì những cái đó cũng thi thoảng cũng càm ràm. Nhưng nó cũng không phải là cái quá to để mình để tâm đến. Mà mình chỉ quan tâm đến cái chuyện là chia sẻ cùng với cả nhau, quan tâm nhau và quan tâm đến cái gia đình, cái đứa con của mình. Nhưng mà cái đó là trước đây, thế còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì hiện tại thì anh ấy cũng chăm lo cho gia đình hơn, cũng bớt nhậu hơn. Nhưng mà vẫn có cái tật là đi nhậu, đã nhậu là phải nhậu tới bến. Đó là tật xấu đó. Thì em cũng rất là mong là anh sẽ biết kiểm chế những cái được, cần trô được cái điểm dừng đó. Đó là mong muốn thay đổi luôn rồi đó. Vâng, em mong muốn cái điều đó nhất. Xong đó là tập trung cho cái việc kinh doanh của công ty và chăm sóc con cái hơn. Có thường xuyên trò chuyện với con gái không? À đó, còn một cái tật nữa là chồng em nhiều khi là cũng say mê game đó. Là đó, chơi là game. Cũng chơi hơi lâu. Em cũng mong là giảm bớt đi một chút xíu. Để có thời gian để dạy dỗ con nhiều hơn. Mê game. Rồi bây giờ tới Trung đó. Tật xấu thể hiện luôn rồi anh.
Cảm rám hả? Cảm rám hay quát lắm. Trong 12 tôi mà hay quát lắm. Ừ. Quát em hả? Vâng. Mà nhiều khi cô biết là chơi game đâu, nhiều khi em đang đọc sách. Tại vì em đọc trên iPad mà. Ừ. Lại bảo chơi game. Em đam mê về đá bóng. Ừ. Thích đi đá bóng và thích chơi những cái game liên quan đến đá bóng. Ừ. Mà em có một cái thời gian quy định thôi. Tức là sau khi con ngủ rồi. Tối muộn muộn 10 giờ 10 giờ em chơi. Thành ra chơi hơi muộn. Có thể là vợ đợi mình lên giường lâu quá. Thành ra vợ quay ra quy mình là mê chơi game. Ừ. Lâu lâu lắm rồi, máy để bụi lắm rồi không chơi đâu. Đây, vợ là hay để trong lòng, nhiều khi cứ thấy ngồi cầm máy là là chơi game. Mặc định luôn, cứ cầm máy là game. Đó là giải thích đó. Rồi bây giờ tật xấu của vợ nè. Quá cầm ràm nè. Hay quát cả quát. Chồng cả con. Mà nhất là cái thời gian mà đợt rồi dịch ở nhà nhiều quá. Stress đấy, hay quát. Nhưng mà thôi, đối với em mình quen rồi, ở nhau gần 10 năm. Bây giờ là quát thì thôi, dắt con đi vào trong phòng trốn đi. Vợ còn tật xấu gì nữa không? Ngoài quát chồng ra còn cái gì nữa không? Em có một tật xấu và thực ra cũng là một cái điểm tốt. Vợ em là khá đam mê công việc. Gần như là những cái thời điểm mà ngày xưa còn bay ấy, thì còn ít làm công việc ngoài. Nhưng mà khi đã nghỉ công việc đi bay rồi, vợ em lại càng tập trung vào cái việc kinh doanh nhiều hơn. Công việc kinh doanh ấy. Thì nhiều khi là do tập trung quá em quên hết những thứ xung quanh. Đôi khi quên cả chồng cả con đang ở đâu. Vậy á. Đó là hôm trước thì mới được cô giáo nhắc lại một lần là cho con em đi học thêm. Vợ em làm tập trung quá hay là mệt quá, quên đón con, để con ở đấy mất 2 tiếng ăn cơm cùng nhà cô. Vậy bây giờ cô vẫn nhớ câu chuyện đấy cách đây 2 năm rồi. Thực ra thì em cũng hay đãng trí. Cho nên nhà em bây giờ làm khóa là phải khóa vân tay hết. Toàn bộ. Còn chìa khóa xe máy với chìa khóa ô tô thì thằng cũng có quên. Đi lên xong lại đi xuống. Thế còn những cái chuyện mà ngày xưa thì là em cũng không nhớ được kỹ lắm. Bởi vì là thực ra thì là bây giờ cái khối lượng công việc của em nó cũng hơi nhiều. Và thời gian rảnh thì em cũng muốn là tập trung có thời gian thì em tập trung em dành cho con cái. Bây giờ chứ như em chỉ có mong muốn chồng em là bớt đi nhậu thôi đúng không? Yes. Bớt nhậu bớt game nữa. Game thì bây giờ anh ấy cũng đỡ hơn rồi. Đấy, em quát nhiều em mong vợ em ít quát đi. Mong vợ con nó cũng đỡ sợ mà em cũng đỡ sợ. Thì thực ra bây giờ hai bạn ở với nhau 10 năm rồi. Vâng. Bây giờ bắt đầu cái tình yêu nó chuyển thành cái tình nghĩa rồi. Đúng không? Mặc dù hai đứa còn rất là trẻ luôn á, nhưng mà cái nghĩa nó nhiều hơn. Thành ra là chị nghĩ là nếu mà cái gì có thể thay đổi được thì thay đổi. Cảm ơn Trung với Hồng Nhung nha. Dạ. Em cảm ơn anh chị. Chúc cho hai em sẽ luôn tận hưởng hạnh phúc. Và cái công ty là công ty phải phát triển hơn nữa. Dạ. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Chồng rất đẹp đôi. Hai bạn hãy tự giới thiệu về mình. Em là Trí Viễn, năm nay em 29 tuổi. Hiện tại thì công việc của em là phóng viên và bình luận viên thể thao. Wow, bình luận viên thể thao. Hay còn em? Là Phương Loan, năm nay 24 tuổi. Công việc của em là biên tập viên. Vậy là hai bạn có làm chung nhau không? Dạ, lúc đầu là hai vợ chồng gặp nhau là từ một cơ quan truyền hình. Khi ngày đó là công ty cũng đang tuyển thì vợ đi ứng tuyển đó, tình cờ mình thấy là người con gái nào mà dễ thương quá vậy, mái tóc dài xõa, đeo băng đô đó, đúng cái gu mà mình thích luôn. Tự nhiên là mình cảm thấy là sao cái người phụ nữ mà mình mong đợi. Còn em thì sao, em có ấn tượng gì? Lúc đó là em vô em chỉ nạp đơn xin việc rồi đi về chứ em cũng không để ý tới ai hết. Riêng em thì là rất là để ý cô này. Em nhìn cái là xét đánh liền, da trắng hồng hào mà cứ hồi nhỏ lớn này giờ mình thích phụ nữ cài băng đô. Thấy cài băng đô chuyện bình thường thôi mà, nhưng mà em thích. Ngay từ cái nhìn đầu tiên là trong đầu là đã thấy yêu rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em mới chạy qua bên cái chỗ mà chị hành chánh nhân sự, em mới hỏi là chị ơi cái cô đó là ai vậy? Thì chị mới nói là cô này hôm nay vô là casting làm MC. Em mới nói chị nhớ nha, chị phải nhận cái cô này cho em, không là em nghỉ chơi chị, tại vì cái chị đó thân lắm. Rồi xong em nhìn qua cái hồ sơ, tuổi cũng hợp, quê hương Quảng Ngãi là quê gốc của ba em nữa. Nó là đúng người quê hương, một ba má nói là con cứ phải lấy vợ miền Trung á thì cái chất chân thật, như là mọi thứ đều là quá hoàn hảo luôn. Là em không còn biết gì nữa, là phải bắt đầu xây dựng thôi. Bây giờ em có thể nào mà chia sẻ cái hành trình mà em chinh phục vợ em cho mọi người nghe? Mấy ngày sau vợ em được nhận vô làm, sếp giao cho là dẫn chung một cái chương trình với em, thì mình mới có dịp tiếp xúc kinh nghiệm hơn, thì em mới chỉ bảo này nọ đó, thì cũng lừa cơ hội được. Có cơ hội cho anh Yahoo rồi cho anh số điện thoại để anh trao đổi công việc với em. Lúc đó em có biết và em có cảm nhận được không? Thì em cũng nghĩ là anh em trong công việc thôi, thì em cũng cố gắng giao lưu với ảnh để mà anh giúp đỡ trong công việc, chứ em không nghĩ gì hết. Rồi bao lâu thì em có ấn tượng với lại chồng của em? Khoảng tháng. Chà, trong vòng một tháng chắc em phải tổng tấn công dữ lắm nè. Lúc đó là hai đứa đang tập để mà ngày mai dẫn 6-7 giờ tối rồi sau rồi thì mình
thấy cô này cũng nghe điện thoại, biết là bạn gọi tới rủ uống cà phê, mà nghe đâu hình như là bạn ngoài quê đó, bạn học thân lắm, thì mình mới giả bộ mình nói là em có thể cho anh đi uống cà phê ké được không? Đó. Em thấy cái mặt anh cũng tội, em cũng đồng ý cho anh đi theo. Lúc đồng ý ai ngờ anh mừng quá, lấy bằng chải ra, anh vô anh đánh răng súc miệng, rồi bắt đầu tụi em đi tới chỗ hẹn. Rồi thì khi nào thì hai người trở nên thân mật và có thể nói chuyện với nhau, có thể tâm sự với nhau? Một lần đi uống cà phê thì ảnh có tâm sự về gia đình. Em thấy được là ở con người ảnh là rất là yêu thương gia đình, nhất là mẹ. Ảnh yêu mẹ mà cứ cái gì cũng nói về mẹ hết. Lúc đó thì em cũng nghĩ là ảnh cũng chân thành, nên là muốn tìm hiểu thử coi ảnh ra sao. Còn em thì sao? Thì biết con này sắp tốt nghiệp rồi, mới nói là cái ngày lễ tốt nghiệp của em á là sẽ tặng cho em một món quà. Em cũng nghe là có quà, em cũng mừng. Sang hôm sau đi làm, nguyên một cái ngày hôm đó làm ở công ty, em cũng háo hức coi thử ảnh có tặng em món quà gì không, mà không thấy gì hết. Nghĩ anh này chắc là ảnh mình gì? Là từ địa phương á. Gài á. Là gài. Gài không có thực hiện. Mình ảnh mình. Cái lúc chiều về á, ra ngoài thì thấy trên xe đã có máng một cái bịch quà rất là dễ thương, thì em cũng nghĩ là chắc của ảnh rồi. Chạy xe về nhà thì mở ra thấy hai cái băng đô. Em nghĩ rằng cậu lại thích đeo băng đô, chạy lòng vòng thì khoảng đâu vòng vòng ngoài đường khoảng tiếng mấy, 2 tiếng đồng hồ đó, em mới gặp được một cái tiệm thấy băng đô, mình cũng mừng rồi. Bây giờ về công ty thì đưa thẳng thì cũng không được, mọi người dòm ngó phía mình đó, thôi bây giờ máng lên trên xe đó. Ở mà người ta lấy mất thì có mà. Lúc đó là em bó tay luôn. Rồi chắc có lẽ là nhờ hai cái băng đô đó mà quyết định quen với anh này đúng không? Trong cái quá trình mà hai người yêu nhau có nhiều cái câu chuyện thú vị đúng không? Nói chung là mọi chuyện cũng êm đẹp lắm, nhưng mà cái là em thì em cũng không có phải là người nhậu nhẹt. Hôm đó là họp mặt công ty này nọ thì chắc chắn là phải tiệc tùng, là phải uống đó. Em mới nói với anh đi nhậu nhẹt tí thì em ở nhà anh về anh không có qua, thì vợ mới cảm thấy là khó chịu. Em ghét mấy người con trai mà nhậu nhẹt lắm. Em nói là vì anh muốn làm gì làm, lát nữa xong thấy anh chạy qua em phải thông cảm cho anh này nọ, thì đó sếp vô nên anh bắt buộc phải đi chứ anh không có muốn, anh năn nỉ không được, anh quanh xe bỏ đi. Em giải thích một hồi là coi như là cứ lằng nhằng vậy hoài. Anh em nói thôi mệt quá em nghĩ sao em nghĩ đi. Thực ra mình đi nhưng mà lòng mình cũng sợ, thấy giận mình cũng lo. Sau đó lại gọi cho em nói là em thấy là hai đứa mình không hợp nhau, em thấy là cần phải có thời gian suy nghĩ. Mà em hồi giờ là em rất ghét là nghe cái câu đó, không được thì thôi, sẽ cần có thời gian suy nghĩ rồi nhìn nhận lại. Em mới nói là thôi bây giờ nếu không thích thì mình chia tay. Trời ơi. Rồi chủ động luôn. Đó, nhưng mà thật ra cái lòng của mình á là mình rất là yêu. Mình đâu có dám bỏ đâu. Xong là vừa buồn vừa suy nghĩ nữa, uống tới tấp luôn. Xong em nhận được cú điện thoại của ảnh thì nói là em xuống đi anh muốn gặp em, thì thấy anh này đầu gục trên xe vậy nè. Em với lại em khều khều kèm nước mặt lên khóc. Nước mắt chảy vậy nè. Xong nói anh xin lỗi em đừng bỏ anh. Em nhận được câu đó tự nhiên chân tay em cũng rụng rời luôn. Em thấy tội quá sức luôn. Nói xong câu đó là thỉnh luôn, không biết một cái gì luôn. Từ ảnh vậy? Dạ có, ảnh ngồi phía sau lưng em á, thì ảnh gục đầu trên lưng em nè, tay ôm vậy nè, mà mọi người đi ngoài đường á ai cũng nhìn em ấy, em ngại gì đâu luôn á. Vừa trở về nhà thì anh chạy lên lầu ối đầy nhà. Trời ơi, chị tưởng tượng em thấy rất là kinh khủng luôn á, nhưng mà nghĩ lại cái giọt nước mắt của anh cũng tội, nên là thôi lau dọn thì nọ cho anh. Sau khi tụi em lấy nhau rồi em có những cái mà tụi em bị bất ngờ về nhau thêm nữa không? Thế lấy về thì đảm đang nấu ăn nấu uống cho chồng ăn cơm ở nhà, mình có cái là làm chậm lắm. Bữa ăn mà em đói mà em nhờ nhiều khi có nấu cái món mặn với món canh không mà cả 2 tiếng hồ vậy hả? Mỗi lần em nấu ăn em hơi cầu kỳ nên là em muốn làm cái gì đó cho nó hoàn hảo. Ủa nhưng mà rồi em có thấy cái gì bất ngờ ở chồng em sau hôn nhân không? Mê chim lắm. Cái gì? Mê chim. Mê chim, chim họ mê chim. Đúng rồi. Rồi. Nói chim cảnh. Nói rất là mê luôn á chị. Thì ban đầu quen nhau là ảnh cũng có dẫn em đi tới hội chim này nọ chơi thì em thấy cũng vui. Nhưng mà sau này về cưới thì không ngờ là ảnh quan tâm chim nhiều lúc nhiều hơn em nữa. Sáng dậy á là xách chim đi chơi, mua xách chim cảnh đi chơi. Sáng là lo cho chim trước lo cho vợ sau. Nhiều lúc vợ dặn kêu là chồng đi chơi chim về thì mua đồ ăn sáng cho vợ với. Cũng không mua, nhiều lần em cũng giận. Em làm sao mà để vợ nói là mê chim hơn mê vợ? Chứ chị biết làm sao không? Chim không ăn một ngày là nó chết. Vợ mà không ăn một ngày thì không có chết. Trời ơi. Rồi chị biết không, đi công tác á rồi cứ gọi điện về nhà là không hỏi vợ như thế nào đâu, hỏi vợ thay nước cho chim chưa, vợ dọn lòng chim giùm chồng chưa, cho chim ăn cào cào chưa, bỏ cám cho chim chưa, rồi cái gì cũng chim hết. Chà, mê chim như vậy mà chim mà không ăn á thì là lo đúng không? Vậy có bao giờ mà bạn để mất con chim không? Dạ có một lần là em bị mất con hòa mi á, là cái con chim đó là em thích nhất. Thì trong một cái lần cho nó tắm, cái lồng tắm nó còn hở. Khi mình bỏ con chim họa mi của mình vô, mình quay đi quay lại một hồi dọn lồng này nọ, xong quay lại nhìn cái lồng tắm, ủa con chim nó mất tiêu. Em ơi, lúc mà em chứng kiến cái cảnh mà con chim của anh bị mất á, quên, con chim họa mi của anh bị mất á, thì lúc đó làm sao em? Lúc đó em đang ở nhà thì có cái anh bạn kia, anh gọi điện lên kêu là hình như tao phát hiện ra con chim của mày ở gần nhà. Thì anh mừng lắm, đực đem lồng bẫy rồi ra để bẫy, rồi lội qua mấy cái vũng xình lầy, cây này cây kia đâm thấy thương lắm. Xong lội qua thì không thấy con chim của ảnh. Trời ơi, thật sự mình
nói là mình ứa nước mắt luôn á. Tại em buồn cả nửa tháng trời, em cũng không có đem chim đi đâu luôn, để ở nhà cho ăn thôi. Vậy là qua cái vậy là chị cảm nhận là bây giờ là 50 chim 50 đó. Hai vợ chồng lấy nhau được bao lâu rồi ta? Hai vợ chồng em lấy nhau là được hơn một năm rồi. Rồi á, bây giờ có muốn cái sự thay đổi gì ở nhau không? Chị muốn là đừng có chậm chạp lề mề nữa, nhanh nhẹn lên một chút. Thế còn em có điều gì muốn chồng mình thay đổi không? Em chỉ mong chồng á là bớt nóng tính thôi. Mỗi lần chồng em nóng tính là la toáng lên, hàng xóm ai cũng nghe hết á. Có lần đó là đi về quê, hai vợ chồng đi máy bay thì em mình cứ nói là chuẩn bị hết chưa, ok rồi em đầy đủ rồi. Đi đến giữa đường có hỏi có đem chứng minh không, ý chết rồi chồng ơi, vợ không có quên chứng minh. Nói trời giờ nghĩ sao vậy, đi máy bay mà không đem chứng minh thì làm sao mà đi. Đúng rồi, bắt buộc là em phải đua tốc độ về. Lúc đó là em rất là bực mà em kìm dữ lắm để mà đi cho nó yên ổn. Đi dọc đường gặp công an thổi nữa. Ra tới sân bay là còn 15 phút là đến giờ bay đó, thì em vô để mà làm thủ tục, hỏi là ủa vậy còn một người nữa đâu, vợ anh đâu. Nó quay đi quay lại không thấy đâu trơn. Điện thoại lúc đó em giữ. Trời đất ơi, cái em mới gọi cho mấy đứa em đó là bây giờ chị Loan đâu rồi. Nó nói là chị Loan đâu ở ngoài này. Kêu chị Loan qua liền đi. Chị này thì lại muốn là đứng chờ tụi nó đi vô cho vui nữa. Còn sao nữa, sao nữa? Có đi được không? Thì lúc đó là em đang đứng nói chuyện với con em thì em nghe la rất là to. Em lật đật em chạy vô, anh thấy mặt em bắt đầu anh la toáng lên. Cái gì mà lê mê chậm chạp như vậy, đi nhanh lên chứ không là trễ rồi. Hồi lúc đó em dị kinh khủng luôn á chị. Dị, bao nhiêu dị người là dị, sao? Dị xấu là hổ. Xấu hổ. Rồi cuối cùng có đi được không? Đó. Dạ được. Chị thì chị thấy vậy nè. Thực ra cái nóng tính ở đây chị cảm giác nó giống như là cái con giả tràng á, công mình xe cát xong sóng đánh ập một cái là mất hết. Thì ở đây cũng vậy, em bồi đắp cái tình cảm, thể hiện cái lòng yêu thương của mình với vợ. Ví dụ như là mất một tháng trời để thể hiện cái con bữa một ở chở chừng 2 phút đồng hồ thôi mà la sùm lên, mất hết đúng không? Đó là cái cảm giác chung của tất cả những người phụ nữ. Chị nghĩ rằng nếu em giảm được cái đó thì rất là tốt. Và bây giờ thì vợ nhanh nhẹn một chút xíu, chồng bớt nóng đi thì tụi em quá là hoàn hảo rồi. Theo chị á, thì sẵn ở đây có tất cả mọi người nè, em tranh thủ em bắt chồng em hứa trước mặt mọi người đi, để giữ cái báu vật đó đó em. Dạ thì như là chồng cũng hứa với vợ là từ nay thì giảm bớt nóng tính. Không, cái này là hứa với vợ chứ mày hứa với tôi. Khi mà chồng cái gì mà vợ chồng nói mà vợ không thích á thì vợ cũng đừng có làm ngược lại. Dạ vợ biết rồi. Dạ biết rồi. Trời ơi. Dạ, rồi. Rồi rồi mọi người. Rồi sao? Mọi người. Và chào tất cả khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Em tên là Lâm Thanh Tài, năm nay 26 tuổi, quê Quảng Bình và hiện tại sinh sống ở Sài Gòn. Và công việc chính của em là kinh doanh. Kinh doanh ngành nghề gì bật mí cho anh biết được không? Dạ em kinh doanh chuyên về mảng đông y ấy. Đông y và mỹ phẩm. Dạ có mở doanh nghiệp riêng. Vậy hả? Rồi, hay quá mời em. Dạ xin chào cô Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Cô chú luôn đi cô. Dạ dễ, hoặc là con hoặc là em cho dễ. Dạ. Dạ xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và xin chào khán giả trong chương trình Vợ Chồng Son. Thì hiện tại là con là Trần Thị Thúy Vi, 23 tuổi. Đó, hiện tại đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở quê ở Đà Lạt. Con làm gì? Dạ cũng kinh doanh ở phụ chồng ở trong công ty. Đây là hai vợ chồng đều làm. Hai vợ chồng nhưng mà là giám đốc doanh nghiệp. Mà giám đốc là chắc có lẽ là đây đúng không? Sếp đúng không? Dạ. Thôi bây giờ nó nghe nè, nãy là do bị mất sóng. Dạ. Cho nên là nó bị trục trặc không có rõ. Bây giờ anh mời em giới thiệu lại một lần nữa nha. Đằng nào cũng phải giới thiệu thì thành ra là gọi cô Hồng Vân với chú Thuận luôn đi. Xưng hô cho nó dễ nha cơ. Dạ vâng. Chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Và chào tất cả khán giả đang xem chương trình. Và em tên là Lâm Thanh Tài, quê ở Quảng Bình và hiện tại đang sống ở Gò Vấp. Hiện tại đang làm công việc là kinh doanh và năm nay thì em 26 tuổi. Nhưng mà con kinh doanh gì? Dạ em kinh doanh về chuyên về sản phẩm về đông y và mỹ phẩm. Dạ vâng. Là doanh nghiệp riêng của mình. Dạ đúng rồi. Coi như là vợ phụ chồng. Dạ. Chồng hiểu như là quản lý hết tất cả mọi thứ. Như vậy là coi như là tất cả mọi thứ là hai vợ chồng quán xuyến mà như kinh tế gom hết luôn. Gom hết, lọc sàn xuống. Dạ. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi lần đầu tiên là hai bạn gặp nhau như thế nào. Cơ duyên nào gặp nhau, rồi ấn tượng gì về nhau. Dạ, đó là cái lần đầu tiên là khi đó là hai vợ chồng đang cùng làm chung một công ty cũ hồi xưa. Thì đi làm thì cũng trong công ty có tổ chức về một sự kiện lớn. Thì bất phước là cái đêm đầu tiên của để mà bắt đầu ngày vào ngày mai để mà mình diễn cái buổi văn nghệ. Thì tối đó là tập trung xuống để mà tập văn nghệ diễn á. Thì bất phước anh này anh đứng đầu hàng ở phía bên kia, còn con thì đứng ở phía bên này cùng với lại support.
thì anh thấy anh này anh cứ để ý mình mới hỏi là support là tại sao anh kia anh cứ đứng mà anh cứ hỏi mình hoài. Thì bất vứt là anh có để ý lúc đó từ đầu cho đến cuối luôn, là lúc nào cũng để ý mình cảm thấy hơi bị ngượng nên rất là khó chịu. Là cái từ cái lần đó là bắt đầu mình để ý đến ánh mắt của anh này. Nhưng mà tại sao lúc đó em lại nhìn cô này dữ dội vậy? Giống như tiếng sét ái tình ấy, giống cái gu ấy. Giống như cái gu ấy, bởi vì em thì đàn ông mà cứ thấy con gái là mình phải tia tia. Thế là cái cô này lại đúng gu của mình, là thấp thấp lùn lùn nữa mà đã vậy còn cười dễ thương nữa. Cho nên là bản thân em cũng tia. Thế là nhìn nhưng mà không có cảm tình gì. Nhưng mà không biết điều gì mà cứ nhìn qua nhìn lại, rồi cô ấy cười rồi em lại nhìn tiếp. Thế là hai bạn cứ nhìn nhau thế. Tức là trong một cái buổi tiệc đó là anh đầu xong em cuối xong. Dạ. Rồi thỉnh thoảng là cứ chạm mắt nhau. Dạ. Bạn kia thì rất là cảm thấy ngượng ngùng đúng không? Còn bạn này thấy bạn kia đúng gu của mình. Nhưng mà ngay ngày hôm đó là hai đứa vẫn chưa cảm thấy là yêu nhau, thích nhau đúng không? Dạ chưa. Dạ. Chưa. Vậy là sau ngày đó thì bao lâu? Dạ qua ngày mai là cái buổi chính thức, là buổi sự kiện chính thức tổ chức ra. Thì trong cái buổi giao lưu của trong cái chương trình sự kiện đó thì anh này là anh lại hay chặn đầu. Anh thấy mình là cứ chặn đầu thôi, mình kêu là đi ra chứ sao đứng đó, cứ chặn đầu với mình. Cứ chàng ràng. Dạ đúng rồi, lại thấy cứ chàng qua chàng lại như vậy. Mình cảm thấy là tại sao cứ chặn đầu với mình như vậy. Thì nói chung là bữa đó là cũng không có ý gì hết, chỉ mới là cái mà để cái rào cản thứ nhất để mình để ý đến cái đối tượng này sao. Là kiểu như vậy. Nhưng mà em chặn như vậy thì có nói chuyện không? Dạ không. Hay là chỉ sàn qua sàn lại gì đó, bích đường người ta. Chỉ chặn và cười thôi, cứ cười, nhìn nhau cười thôi. Dạ đúng rồi, cứ kiểu là nhây nhây với nhau. Rồi sau đó thì sao? Rồi sau đó thì như thế nào, tại sao hai đứa lại đến với nhau? Sau đấy thì bởi cái lúc đấy em là quản lý cho công ty đấy. Thì cô này mới là một nhân viên mới, thì học cái kỹ năng về bán hàng ấy. Thì cô ấy được một người quản lý có gửi cho em và học về cái bán hàng. Thì cô ấy cũng học và sau đó thì một thời gian thì bén duyên. Thì chắc là để vừa em kể cho nó hay. Rồi bây giờ bán duyên sao nè, ai là người chủ động tỏ tình? Dạ hình như là con thì phải. Luôn hả? Dạ. Nói chung là bữa đó là có cả mình gọi là nhân viên ở sau mình nữa, nhân viên dưới mình thì dẫn cái bạn đó đi học, tại vì có nghe cái tiếng tăm của anh này ở trong công ty đó là anh là một người bán hàng rất là giỏi và rất là xuất sắc luôn, nên là tại sao mình không có đi học hỏi anh này. Thì học hỏi bất phước sao mình lại thấy được cái pin của anh đeo là pin quản lý, trợ lý quản lý. Thì mình cảm thấy là trợ lý quản lý như vậy thứ nhất là rất là giàu, rất có tiền rồi. Dạ ngon đúng rồi. Tại vì hồi đó là chỉ mới là sinh viên thôi thì làm gì có tiền. Thì thấy ảnh lại có cái pin như vậy là mình cảm thấy là sang tháng sau lên quản lý là rất là giàu, rất là có tiền, là nhắm đối tượng là đầu tiên rồi. Thứ hai nữa là cũng có bà chị làm chung thì chị cũng có nói là anh này, bạn này là sinh năm 95, là hợp tuổi rồi. Là đầu tiên là thấy hợp tuổi á. Là thứ hai nữa là hồi đó có hay đi cờ bói kêu con cứ chồng xa mà xem 95 là con cứ lựa những người như vậy thì mới giàu. Thì mình lại có những cái định là lại thứ nhất là lên vị trí quản lý, thứ hai nữa là hợp tuổi mà sinh năm 95 nữa. Thế là bắt đầu là lên một ý tưởng hết. Để tiếp cận là ảnh. Con đã coi như là giăng bẫy để cho con mồi vào lưới tình của mình đúng không? Dạ. Rồi bây giờ cái kế hoạch giăng bẫy làm sao? Chiêu của con sao, con chia sẻ cho cô nghe coi. Là bữa đó là trong nhóm có chơi một cái trò chơi là đăng hình lên và xem cái lượt like đó như thế nào thì mới được phần quà. Thì bữa đó là con có cầm những cái tấm hình đó thì xuống nhờ ảnh á, là cố tình tiếp cận là nhờ ảnh like cái bài đó và kết nối nhắn tin với nhau là trong Facebook. Là kết nối hỏi Facebook ảnh nó tên gì. Rồi kết nối trên like để mà mình hay thường xuyên mình nhắn tin. Thì kết nối được rồi là sang về nhà là cứ nhắn tin, mà ảnh này ảnh rất là chảnh luôn. Anh không có trả lời, kiểu như là mình nhắn tin kiểu như nhắn tin rác vậy đó. Thì khi đó là mình cứ lúc nào cũng đẩy tin nhắn lên để mà ảnh cảm thấy là mình phải cố gắng mình làm phiền người này thì người này mới có khả năng là để ý đến mình nhiều hơn. Tại vì mình đã đánh đối tượng rồi. Nhưng mà lý do gì sao mà em lại không trả lời với cái người tin nhắn của người đẹp này, trong khi đúng gu của mình rồi đó. Đúng gu rồi mà lý do gì? Trước đó là khoái cười. Trước đó em thực tế thì em cũng cười nhưng mà không có một cái chút gì đó là đồng lại. Thì bản chất là cứ thấy con gái xinh thì hay chọc hay ghèo vậy thôi. Thế là thấy cô này nhắn tin thì cũng giống như những cái bạn mới ấy, thường hỏi về cái bán hàng. Thế là em cũng bỏ lơ, không quan tâm lắm, bởi vì lúc đấy cũng bận cái chương trình công ty nhiều cho nên không quan tâm. Thế là một thời gian thì cô ấy nhắn thì em cũng có trả lời, cũng nói chuyện qua lại, thì cũng gặp mặt rồi nói chuyện rồi chỉ cô bán hàng.
làm sao để mà bán được hàng. Thế là một thời gian thì hai bạn rủ nhau đi ăn, cứ đi làm về thì bảo là ở anh về thì cùng đường với em, chờ em với. Thế là bữa cũng không biết tại sao mà đi làm về mình cứ lại đứng đợi cô này. Thế là dẫn cô này đi ăn được mấy bữa, thế là mà thật sự là em có cùng đường về nhà với anh hay không? Cùng ra chỗ lấy xe. Nhưng mà cái được cái nhà của em ấy, anh có cùng đường không? Em sẽ cái em hỏi, cái bẫy em thì bởi vì mới hỏi đó thì đó văng chiêu mà bây giờ đang văng lưới mà thì bởi vì mới hỏi nè để cho cô nói nè đó. Hồi đó là có hai bãi giữ xe. Một bãi là sau lưng công ty thì gần quá, một bãi thì phải ra tuốt đằng sau gần một cây số thì mới tới chỗ giữ xe. Thì đã có ý định rồi thì phải gửi xa xa một chút để mà cùng đường đi với anh này về. Để ít nhất là nhờ ảnh là anh chở em ra cái chỗ giữ xe đó với hay là một cái gì đó. Nói chung là phải tìm mọi cách để tiếp cận đến nhà. Dạ đúng rồi. Mọi lúc mọi nơi. Bây giờ kể cho anh nghe một cái lần mà coi như là tiếp cận mà nó đáng nhớ, một cái kỷ niệm mà nó đáng nhớ lúc mà em văn bẫy anh đó. Tung đòn cuối. Anh dính luôn á. Cái đó là gọi là tung đòn cuối. Tung cái knock out luôn á. Dạ cái hôm đó là cái hôm là thứ nhất là sinh viên là hết tiền ăn rồi. Thì bữa đó là bất phước là anh này anh kêu anh có việc. Thì mình cũng lang thang đi từ đó mà đi chậm lắm. Đi chậm đó tới chỗ chung cư, tới chỗ gửi xe đó. Thì bất phước mình nhắn tin ảnh, mình cảm thấy là bây giờ làm sao để anh ra. Anh cứ đang bận mà. Thế vậy alo anh ơi em đang đứng ở dưới chỗ này nè. Anh có ra được không thì em buồn quá. Nói chung là vẽ hết một câu chuyện, vẽ hết một bức tranh để mà để anh ra được. Lúc đó buồn rồi, nói chung là rưng rưng nước mắt, là nói chung là phải làm sao cho anh ra là được ngày hôm đó. Là tối hôm đó sau là anh chạy ra, anh nói với anh chạy ra ngồi dưới ghế đá đó. Và nguyên một đêm luôn, nguyên một đêm tới sáng lúc cỡ tầm khoảng 5:30 là bắt đầu anh lấy xe anh về rồi. Thì mình đi xe về nhà mình. Là hôm đó là tâm sự cũng nhiều mà anh cũng có chịu ra nữa là may mắn. Mà con nói cái gì, con đó, buồn cái gì? Quan trọng là con khóc. Con nói sao, con nói tại con khóc lóc rồi con nói con buồn cái gì mà anh hết hồn anh chạy ra. Hồi đó là hồi xưa là nhà có cho đi bên, cũng có ý định là cho đi Nhật. Thì mình lại đang ở trong Sài Gòn, vừa đi làm vừa đi học nữa. Thì mình lại có một cái suy nghĩ là bây giờ chỉ còn cách này mới cho anh ra thôi. Giờ cũng vừa khóc rồi vừa lu bu là anh ơi em buồn quá, chắc là em nhảy cầu tự tử thôi. Giờ em không có chịu nổi nữa rồi. Giờ em buồn quá hay là anh ra với em đi. Thế là anh này anh cũng có ra. Anh có ra rồi anh cũng tâm sự nguyên đêm như vậy đó. Nói chung là nói gì thì sao mà không ra được. Đúng không rồi, em? Dạ vâng. Nhưng mà em có tin đó là cái sự thật không? Dạ, lúc đấy thì em không tin. Không tin nhưng mà em bảo tự nhiên 9 giờ rồi. 9 giờ em đi làm về tắm rửa để ngủ rồi. Thế là cô ấy mới nhắn bảo là anh ơi em buồn quá. Chắc em đi nhảy cầu. Thế là lúc đấy em bảo thôi bây giờ chạy ra xíu để xem tình hình thế nào. Lúc đấy cũng chưa yêu đâu. Thế là em mới chạy ra. Thế em bảo thế em bây giờ muốn đi đi nhảy cầu nào để anh chở đi. Thì một mình buồn quá. Thế là em cũng dua theo, kiểu em chọc chọc vui vui ấy, để cô ấy khỏi có suy nghĩ đấy. Bởi vì em cũng nghĩ là cô ấy áp lực cuộc sống hay là cái gì đấy. Thế là mới ngồi trò chuyện. Thế là mới khui ra câu chuyện là kể về người yêu cũ rất là nhiều. Rồi hỏi cô ấy hỏi một câu là anh có biết tình yêu và gọi là tình yêu và cái gì nhỉ? Tình yêu và tình thương là thế nào không? Ấy thế là cô ấy gà cô ấy hỏi để mình nói. Thế là cuối cùng hai vợ chồng mới ngồi chơi với nhau, ngồi thì cũng tâm sự tới 5 giờ sáng thì sau đó đi đi về. Và cùng hay thì không có yêu mà ngồi được với người ta 5 giờ sáng mà vẫn nói là không yêu. Một là phải có ý, phải có một cái tình cảm đặc biệt là, với cô này. Bây giờ là mấy giờ nè? Bây giờ cỡ 7 giờ tôi đã ngà tôi buồn ngủ lắm rồi. Mà ngồi mà tới 5 giờ sáng. Không phải chị. Không ngủ, không nghe, không gì mà vẫn nói là chưa yêu. Thì em mình là khác. Tuổi cao sức yếu mà cũng là do ngồi nhiều quá cho nên nó mệt. Còn tuổi này nó trẻ, đúng không? Nhưng mà trong lúc mà an ủi như vậy thì có khoác vai dỗ về, có ôm chút xíu không? Thì mình là đàn ông mà lúc đấy mình cũng có khoác vai và vồ về. Thì thấy cô này sao cô cũng cũng để yên, thế là mình khoác vai luôn. Thế là lúc đấy em mới ngồi tâm sự tới sáng. Xong ngày đó xong thì hai đứa chính thức yêu nhau. Nhưng mà không có nói gì. Không có em cũng không bảo là bây giờ em làm người yêu của anh hay là cô ấy bảo là làm người yêu của em mà hai đứa từ tới với nhau vậy đấy. Không ai mặc nói định, đâu. Mặc định là đã yêu nhau đó, đúng không? Và dạ. Như vậy là cái bẫy của em đã giăng thành công, đúng không? Đúng không em? Dạ đúng. Tiếp theo.
Tiếp theo là tiếp hôm theo đó xong là đã cảm thấy rất vui rồi. À. Là đúng đúng rồi, đúng mục tiêu là mình đã nhắm tới rồi. Ừ. Thì bữa đó là sang ngày hôm ngày Valentine, à không phải, ngày Halloween. Bữa đó sang ngày Halloween thì rủ ảnh đi ăn, ảnh không có đi, mới rủ đi với bạn. Thì sang ngày tiếp theo nữa rủ đi thì lúc là đi ăn hủ tiếu. Thì có nói là bất cứ lúc đó là bà chị có gọi điện thoại là đòi tiền phòng. Ừ. Thì mình lại nói giờ không có tiền giờ làm sao ta, là nghĩ trong đầu như vậy. Chứ mà nói anh ơi mà má chưa kịp gửi tiền lên nên hay cái gì cho anh mượn đi rồi mai má gửi lên trả lại. Ừ. Là lúc đó là anh có đưa ra 2 triệu để trả tiền phòng. Ừ. Là từ đó xong là vẫn chưa trả lại, tới giờ chưa trả luôn. Dạ chưa. Bây giờ là lời dữ lắm đó nghe. Dạ. Bây giờ là tính ra cái tiền lời của cái 2 triệu đó là bây giờ bộn mà nghe cưng. Ừ. Coi như là tình cảm vừa có xong là sau đó mượn tiền liền. Dạ. Coi như đã có duyên rồi, bây giờ tôi mắc nợ anh là chính mắc vậy nợ đó luôn. Coi như mắc duyên nợ coi như phải dính gieo luôn. Duyên rồi bây giờ gieo nợ luôn. Đúng không ạ? Rồi sau đó sao nè, rồi mấy ngày hôm sau nó tiến triển sao? Là lúc đó là mấy ngày hôm sau thì vẫn đi làm về bình thường, cũng kêu chờ với chỗ cũ, là cứ chờ với chỗ cũ đi thôi. Ừ. Là không biết lúc đó là anh có thương mình hay chưa, nhưng mà mình có ý định là cảm thấy là anh này đã ok rồi, là đã nhắm đúng đối tượng là mình đi thôi. Ừ. Thì sang một ngày nào đó là buổi hôm đó là không có muốn về nhà. Ừ. Lại anh này anh lại có xe, thì bữa đó là mới hỏi là xe bị hư em mới để ở nhà, thì anh kêu anh này anh chở em về. Thì chở em về thì bữa đó là tối 11 giờ rồi, thì em kêu là thôi vậy em không muốn về. Ừ. Anh chở em đi đâu đi, thì anh này anh cũng hỏi là em muốn đi đâu, kêu em muốn đi đâu cũng được. Thì anh cũng trễ rồi, anh có rủ đi cà phê. Bình thường thì đi cà phê thì vô đó ngồi thì mỏi lưng này nọ lắm. Mất thời gian. Dạ đúng rồi. Thì đó là thôi, hay là anh có hỏi anh câu là vậy em muốn đi đâu, thì em mới nói là hay đi khách sạn đi anh. Là nói hay đi khách sạn đi anh. Anh này anh lại suy nghĩ cái gì á, lúc anh có sợ hay không? Bây giờ hỏi thẳng luôn đi, lúc đó em nghĩ gì? Lúc đấy mới quen thì em cũng nghĩ là đi cà phê thôi, bởi trong đầu em chưa suy nghĩ nhiều. Thế là em mới rủ đi cà phê, bởi vì cũng mới mấy ngày thì em bảo thôi bây giờ đi cà phê, bởi vì em có hay ngồi quán cà phê Thức ngay chỗ Quang Trung ấy. Thế là em hẹn cô đi cà phê, không chịu, đứng giữa ngã tư khoảng 30 phút rồi bảo bây giờ để suy nghĩ. Thế là cô nói câu bảo là thôi giờ đi nhà nghỉ, mình cũng hết hồn. Em cũng hết hồn luôn, không biết cô này tỉnh khí sao mà mới có mấy ngày là rủ mình đi nhà nghỉ rồi. Thế là lúc đó em từ chối, em bảo thôi đi cà phê đi. Thế là cũng chành chành xíu vào đi cà phê, nhưng mà trong lòng muốn lắm rồi. Thế là cuối cùng thì hai đứa đi. Đấy, đi thì vào nhà nghỉ. Nhưng mà trước khi vào cô ấy vẫn bảo là không được làm gì ABC. Cô cũng bảo không được làm gì. Cô rủ mình đi nhưng cô lại nói trước như vậy. Trời ác vậy em. Chứ ác vậy. Rồi sao nè? Sao nữa? Kể tiếp này. Là khi mà vô là em vẫn có nói là vô đây là không được làm gì hết, chỉ được ngủ thôi, tại vì đi nhà nghỉ là chỉ có ngủ thôi. Thì với đó là anh cũng bình thường, anh cũng không có động tay động chân. Cũng chỉ là ngủ thôi, nhưng mà cũng có khuyên câu là cái gì con gái là ngủ là thường là không nên mặc áo. Thì nó sẽ bị chật rồi ung thư khó chịu nữa nhỏ. Thì mình nghĩ là mình cũng suy nghĩ cũng giống má mình hồi đó mình có nói như vậy đó. Thôi mình cởi thôi, cởi áo ngực thôi và không làm gì hết. Thì bữa đó là chỉ ôm nguyên đêm, không ngủ mà cứ ôm ngủ thôi. Là vẫn thức mà khó chịu tại vì lần đầu tiên gặp hơi trai cô. Là không có ngủ, là cứ ôm mà cứ thao thức miết là ôm vậy đó. Chưa làm gì hết. Không làm gì hết. Dạ. Rồi bao lâu thì mới làm gì hết? Bao lâu cái gì, người ta tới từ cái đó đến đó là có mấy bữa à. Bây giờ mình phải hỏi là bữa sau thì sao? Hôm sau đó, hôm sau thì sao? Phải hỏi bao lâu đi để cho nó tưởng nó là lâu hả? Không có tưởng. Không biết đâu, chừng nó cả năm trời á. Bao lâu thì mới ăn nhau? 5 ngày sau. 5 ngày sau là cũng có lý do là không muốn về nhà. Ừ. Nên là anh cũng kêu không muốn về nhà, giờ trễ rồi đi công viên. Thì đó nói là phải đi công viên trước là sớm rồi. Là vẫn đi công viên, đi bình thường, đi nhắc nghe nguyên một vòng công viên vậy đó. Xong rồi đi vô, mà cũng đi vô nhà nghỉ. Mà đợt này cũng kêu là không có làm gì nữa đó nha anh. Anh cũng kêu anh không làm gì hết. Thì khi mà bắt đầu khi tới giờ ngủ rồi, tắt đèn hết rồi, cũng tắm rồi nọ, tắt đèn hết rồi. Thì bữa đó là anh kêu bây giờ không biết, anh đang suy nghĩ là không biết bây giờ có nên làm hay không. Thì con thì vẫn nằm im. Vẫn sợ tại vì lần đầu tiên chưa bao giờ mà trải qua vẫn cái cảnh như vậy hết trơn á. Thì khi đó anh mới kêu là anh vẫn có mò rồi. Anh có đặt tay rồi. Nhưng mà vẫn hất ra. Không được, tại vì cảm thấy cái cảm giác này nó làm sao á. Mình cứ sợ nữa. Vừa suy nghĩ bây giờ vô đây mà lỡ quất cây quất ngựa truy phong luôn là không có biết tìm mặt mũi đâu hết. Nên là vẫn sợ, vẫn nằm. Thì anh kêu là
không sao đâu em, nhẹ lắm, không sao đâu anh, nhẹ lắm, không sao đâu. Là hôm đó là cái đêm lần đầu tiên của con. Dạ. Đây là người chồng đầu tiên và cũng là người đàn ông đầu tiên của con. Rồi sau đó thì sao em? À, lúc đó em không, cái cảm giác của em sau đó như thế là em bị bất ngờ không? Cô gái thì rất là dạn dĩ nhưng mà cuối cùng thì thực sự là đó là một cái lần đầu tiên của em có thấy bất ngờ không? Dạ em cũng thấy rất là bất ngờ, nhưng mà thừa lúc đấy mới 19 tuổi. Vừa em mới 19 tuổi cho nên là cũng trẻ mà. Đấy, cho nên là cái vấn đề lần đầu tiên thì em không bất ngờ. Nhưng mà bất ngờ cái là cô ấy rất là thoải mái. Nó không giống như dè dặt giống như là những cái bạn trẻ khác. Thì rất là thoải mái. Nhưng mà lần đầu tiên phải làm tâm lý nhiều lắm, dữ lắm. Làm tâm lý dữ lắm mới được. Như vậy là sao bữa đó là cái lẽ là cứ đi liên tục đúng không? Sau bữa đó là ghiền luôn. Ghiền luôn. Ghiền luôn. Một tuần như vậy là coi như là không ngủ ở nhà mấy đêm. Một tuần là 2 triệu tới khách sạn. Một tuần là 2 triệu. 2 triệu tới khách sạn. Có chỗ 200, có chỗ 300. Như vậy là 10 ngày. Một tuần có thể đi tới một tuần 7 ngày. Thì 6 ngày có thể nguyên một tuần cũng có. Một tuần 5, tuần 6, tuần 7. Tốn tiền dữ em. Rồi sau đó làm sao phải tính kinh tế chứ. Tại bé này nó khó khăn quá mà. Sau khoảng 2 tháng. 2 tháng thì quen nhau thì hai đứa quyết định là ở riêng. Quyết định là ở riêng luôn bởi tốn tiền khách sạn quá. Chứ sao? Một tuần với 2 triệu, tháng thì 8 triệu, 2 tháng là 16 triệu. Trời ơi trời, dữ dội vậy. Dọn về sống chung cho nó đúng khỏe. Đúng rồi. Rồi sau này về sống thử luôn đúng không? Dạ vâng. Rồi trong thời gian hai đứa yêu nhau thì có cái biến cố gì không? Giận hờn đòi chia tay chia chân hay là những cái gì không? Hay là suôn sẻ cho tới khi lấy nhau? Có một lần là trước khi mà yêu nhau ấy, lúc mà đang mới yêu khoảng tầm đầu một tháng ấy, thì cô đòi chia tay bởi vì biết được là trước đây là em có yêu 1-2 bạn gì đấy. Thì cô ấy bảo là cô ấy không phải là cái người duy nhất thì cô lại đòi chia tay. Khóc. Cô ấy mới đầu tiên cô ấy rủ em đi nhậu. Em nhậu đúng một lon xong là em say, em kể chuyện. Thì em kể nhiều chuyện quá thì cô ấy giận. Em muốn khui em đó. Kể chuyện người yêu cũ thì cô ấy giận. Thế là xong rồi cô ấy lại khóc rồi cô ấy bỏ về rồi đòi chia tay đủ thứ. Rồi em phải khuyên, phải đứng dưới nhà ấy, đứng dưới nhà của phòng trọ ấy. Rồi xong gọi rồi bảo là anh với em xác định lâu dài mà, đâu phải là ngày một ngày hai đâu. Rồi xong rồi khuyên mãi đến 2 tiếng sau mới chịu xuống. Là cái lần đó. Dạ đúng rồi. Rồi như là sống thử như vậy. Rồi có bị coi như là tai nạn vỡ kế hoạch kia không? Có lần bác sĩ vỡ kế hoạch, con nít bác sĩ có cưới mà. Không? Dạ có. Bữa đó là ngày 27 tháng 4 là phát hiện được là có em bé. Là có em bé xong là vẫn thấy rất là sợ, mà tới đó là đang bị đau bụng là vẫn phải đi khám. Thì cái động trời là 3 ngày 3 đêm khóc liên tục 3 ngày 3 đêm mà anh này cũng phải nghỉ việc ở nhà để mà dỗ mình. Lại có một cái suy nghĩ là giờ mình ăn chơi rồi, giờ cái hậu quả mình phải chịu thôi, mà không ai chịu cho mình thì mình tự chịu. Mình phải nói là bây giờ không biết sao thôi đi bỏ. Thì cũng có ý định là đi bỏ em bé. Thì tại vì đang nghĩ là về gia đình của mình nữa, tại gia đình của mình cũng có văn hóa này nọ, thì mình mới nói là thôi giờ bỏ đi anh. Cũng vừa khóc, cái miệng mình nói rất là mạnh nhưng mà trong tâm mình không có dám đi, không dám bỏ. Thế sợ 3 ngày 3 đêm khóc than khóc trời, khóc mà làm đùng 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 hết. Là 3 ngày anh ở nhà anh cũng có lo lắng, anh sợ. Tại vì anh này anh rất là thương em bé. Mà anh kêu có thì cứ thôi, cái gì đâu em. Ngày đó. Nhưng mà em thì sao? Em có nghĩ rằng là cái việc mà cô nói cô bỏ đứa nhỏ là thật không? Và em có sợ không? Dạ đầu tiên thì lúc mà phát hiện bầu là cô nằm cô khóc. Sáng em mới ngủ dậy thì cô bảo có tin. Xong cô nằm cô khóc. Khóc em không biết là khóc chuyện gì. Thế là em mới ở nhà em xem. Thế là lát nữa cô mới kể bảo là hai vạch. Cô mới đưa xem hai vạch khóc. Khóc cả ngày luôn. Thế là đòi bỏ. Thì trong bản thân của em nghĩ là cô ấy đòi bỏ thật. Bởi vì là quyết liệt lắm. Đến một tuần sau vẫn quyết liệt là đòi bỏ. Nhưng mà em thì em lại không muốn bỏ. Bởi vì em về cái tâm linh ấy. Thì em lại suy nghĩ đến cái việc là sau này cái hậu quả ấy, là có thể là cả hai đều phải gánh. Có thể là mình sau này mình yêu nhau lấy nhau rồi đấy thì mình vẫn phải gánh cái điều đấy. Cho nên là em thiên về tâm linh và cũng là thương nữa. Thương mình cũng là thương thật lòng mà. Đã về ở chung rồi cho nên là em cũng không quyết định là khuyên cô ấy không bỏ. Thế là cứ mỗi lần dần ấy, dần thì cô ấy lại bảo là mệt mỏi quá, đòi bỏ.
cứ khoảng tầm một tuần sau ấy, mỗi lúc mà mệt mệt ấy, thai nghén mà, thế là cô ấy đòi bỏ, thì em ấy bảo là thôi bây giờ lên xe anh chở đi đi. Thế là em giả vờ vậy, rồi em chở đi ăn, xong là thôi. Lại quên con nít mà. Dạ vâng. Rồi lúc đó có báo với gia đình hai bên không? Hai đứa? Dạ có. Ba mẹ. Dạ. Phản ứng sao? Là đầu tiên anh gọi cho ba mẹ ngoài đó. Thì trước đó là ba mẹ cũng có biết là hai đứa ở chung rồi, thì ba cũng có nói nhỏ với anh này là có xác định không mà ở chung tội con người ta. Em có nghe câu đó. Thì lúc đó là ba mẹ biết rồi, cũng bình thường, ba mẹ cũng chung là vui. Khi mà ảnh gọi cho ba má của con á, thì lúc đó trong lòng mình rất là sợ. Sợ lắm, bây giờ không biết phải ứng xử như thế nào. Thì khi ảnh gọi xong là má có nói là má có nói là thôi bây giờ cứ ở đó đã để nói với ba. Thì ba rất là nóng, ba rất là giận về cái vấn đề, về vấn đề mà khi phát hiện là con gái mình đi học xa mà có bầu. Là sợ, thứ nhất là, thứ hai nữa là sợ thằng này nó có đàng hoàng hay không. Rồi nhiều khi bỏ thì sao, là sợ cái đó. Khi đã nói về được thì má có khuyên ba thì mọi thứ đều hoàn toàn tốt. Thôi xuân sẻ, chúc mừng. Nhưng mà cái khi mà em biết tin là vợ có bầu á, cái cảm giác em như thế nào? Cảm giác em lúc đấy nó cũng bàng hoàng á, bởi vì chưa chuẩn bị gì hết. Mà vui không em? Vui, bản thân em vui. À rồi, như vậy là ủa bé được bao nhiêu tuổi? Dạ hiện tại là bé được 2 tuổi. Và đó bé lớn, bé gái. Và bé sau là 1 tuổi, bé trai. Chà, như vậy là 2 năm, 2 đứa. Nối tiếp đó, tiếp luôn á. Đẻ cái này xong cấn đứa khác luôn á. Chà, tại thương nhau quá mà, cho nên là 2 năm, 2 đứa. Đúng không? Dạ. Với lại là làm liền để nuôi lần chó đã. Đúng không em? Đó. Ba mẹ có hỗ trợ trông nom giùm không? Hay là tự con tự chăm 2 đứa luôn? Hồi đó là sanh 2 bé là về nhà bên ngoại. Thì khi đó là 3 tháng sau là có dặn 2 bé vô đây là tự chăm bé. Bây giờ là tự chăm luôn, giỏi. Bây giờ hiện tại là 2 bé đang ở dưới ngoại. Là ở đâu em? Ở Đà Lạt. Đà Lạt. Dạ. Bao lâu mới về với con? Dạ cứ 1 tháng là về 1 lần. Mới Tết đây con mới đưa 2 đứa về thôi, chứ thường thường là ở trên đó. Trước đấy là ở trên này. Nó mà trên đó nó quen khí hậu với rảnh rồi là không có chịu về Sài Gòn đâu. Rồi bây giờ thôi, tình cảm của các em nói chung là cũng rất là đẹp, phải không? Mà đẹp nhất là 2 năm 2 đứa. Đó. Rồi chắc có lẽ là bây giờ mình đến một cái phần nó rất là hay. Và các em, anh nghĩ các em cũng rất là quen thuộc cái phần này, đó là phần khui tật xấu của đối phương. Đúng không? Rồi giờ anh, bây giờ hỏi em trước đó. Cô ấy có tật xấu gì không? Vợ em thì có nhiều tật xấu lắm. Rất là nhiều tật xấu. Thứ nhất đó là về việc mà gọi là muốn cái gì thì phải theo ý mình. Còn mà trái ý là mình dằn liền. Ví dụ là lâu lâu mà rất dễ thương đó. Anh ơi, anh có thương em không? Cứ hở ra là hỏi anh có thương em không? Thì em cũng ngày trước thì em không biết, nhưng mà bây giờ thì biết rồi. Cứ hỏi thương em không? Thì mình bảo là không. Thế là cô ấy dằn. Lần sau thì mình biết ý thì mình bảo là thương. Thế là cô mới nói cái yêu cầu. Cô ấy muốn cái gì, vì muốn ăn hay là muốn làm cái gì đấy thì hỏi. Thì vừa em mới hỏi thì khi mà em đáp ứng được ấy thì vui lắm. Đáp ứng được những điều vừa em nói thì vui, nhưng mà không đáp ứng được ấy thì lại là giận. Rồi nghĩa là hay giận, giận. Đúng đó, rồi. Hay giận và hay muốn giận. Chồng phải làm những gì đó theo ý của mình. Dạ vâng. Không quan trọng đúng hay sai đâu, cứ quan trọng là chồng phải làm theo ý mình vậy đó. Vợ luôn luôn đúng mà. Rồi tiếp theo. Cái tiếp theo, một cái sở thích mà nó rất là, phải gọi là nó rất là sao nhỉ, khi ngủ ấy thì thích sờ thoáng. Phải sờ thoáng, phải ôm mới ngủ được. Đấy, đó là sở thích, một cái tật xấu mà em nghĩ là chắc vừa trong thì cái này có lẽ là tật tốt đấy. Mà em thì sao, em thấy thì sao, em thấy thích không hay là em thấy nó phiền? Thấy thích. Nó phải tật xấu. Nó phải tật xấu em ơi, nó phải tật xấu. Có hay bướng bỉnh không? Bướng bỉnh hay cãi chày, cãi cối không? Dạ vâng có. Cái đó là xấu nhất luôn đấy. Cái đó là xấu nhất. Cãi cho tới đó phải không? Cãi cho tới, nói chung là hay nói lắm. Cầm ram rồi cãi gì cũng cãi cho tới. Nhưng mà trước mặt vậy thôi, nhưng mà trong lòng nó biết mình sai. Rồi tự sửa trong lòng ấy. Kể cả mà em khuyên em nói gì cũng vậy, không bao giờ nhận lỗi. Mà sau đó thì lại tự thay đổi, tự sửa bên trong ấy. Mình tự nhận thấy là bạn đã sửa luôn đúng dạ không? Dạ con nít mà mới có 23 tuổi chứ mấy. Dạ nhưng bà. Mà cãi là phải cãi tới đó. Đúng rồi, phải cãi chày cãi cối, cãi đến không cần biết thua cũng phải là thắng đã rồi tính tiếp. Nhưng mà vừa em thì suy nghĩ rất là chín chắn. Nhiều lúc suy nghĩ chín chắn, cái lúc tức giận thì vậy thôi, nhưng mà sau đấy thì suy nghĩ rất là tuyệt vời. Tức giận nhưng mà có nóng tính không? Dạ có. Và nóng tính nó có phải là tật xấu đối với em hay không? Em nghĩ thì
đó là cái sự nùng niu ấy, có nghĩa là trong nhà đối với chồng thì vậy, nhưng mà ra ngoài thì không có như vậy, ít hạn chế, không phải là khi nào cũng nóng tính như vậy. Rồi còn gì nữa không? Có lèm bèm lẹp bẹp không? Số 1. Nhai đi nhai lại một câu chuyện có là thường vậy. Không, những cái chuyện cũ như là lôi ra nói lại á. Ừ. Rồi cãi chày, cãi cối. Nói chung lèm bèm là thường là của những người phụ nữ lớn tuổi nha. Con là con có đủ luôn đó, vừa nít vừa người lớn luôn là con á. Không, nhiều khi lớn lên cái lại hết lèm bèm. Rồi. Hỏi giờ tới con. À. Ảnh thì không có nhiều tật xấu. Nói chung là ở từ hồi xưa, từ hồi lâu tới giờ là không có nhiều tật xấu. Chỉ có đúng một cái mà nó hòa nó tới nó lui và không bao giờ sửa. Đó là mỗi lần tắm á, là mình cũng có cái chỗ để mình để cái đồ dơ. Ảnh là không có để đồ dơ. À, cứ tắm xong dục cái bạch đi dưới đất vậy đó. Là mỗi lần ra vô mình cảm thấy chỗ đó nó không có được sạch thì phải bỏ vô trong cái giỏ để mình đi giặt. Không. Cái lần xong, ủa anh sao không có lấy cái đồ đó mà bỏ trong cái giỏ mới giặt. Kêu ừ, chắc anh quên rồi, anh xin lỗi. Mà cứ 10 lần như vậy thôi và không bao giờ rút kinh nghiệm. Anh rút hoài cũng vậy à. Bừa bộn. Dạ, bừa bộn. Thứ hai nữa là cái về quần áo á, thì thường thường con không có biết là đàn ông mặc như thế nào. Nhưng mà thấy chồng mình về mặc xong một lần đó là bộ cất vừa tủ. Xong rồi cách ngày hôm sau, ngày hai mặc lại là một bộ đó mặc hai lần mới đi giặt. À, tại không tiếc á, tiếc lại còn mới quá đúng không? Còn mới quá cho nên mặc là, cho nó dơ. Chắc là làm việc ở trong văn phòng máy lạnh đúng không? Đó, cho nên rằng không có cảm giác đồ của mình dơ. Đó, và thấy vợ chắc sợ vợ giặt nhiều tội cực. Mà giặt nhiều á, đồ cũng mau hư lắm. Thực sự là như vậy đó. Rồi còn gì nữa? Về tật xấu thì anh chỉ có nhiêu đó thôi. Còn những cái anh không biết làm, anh làm cho lố thì đâm ra thì mình lại nói nhiều. Như cái chén mắm thôi là mình kêu là không có hai vợ chồng mà anh làm cả cối chén, cả cối mắm vậy thì đâm ra mình lại đâm ra cái tính mình nói nhiều nữa. Kêu không biết thì phải hỏi chứ, sao mà làm như vậy? Mình hay cằn nhằn vậy nè. Mà con mong mỏi chồng con thay đổi cái gì? Nói chung thì thật sự là anh đã hoàn hảo rồi. Chỉ có bản thân con tự ngộ nhận ra thôi. Dạ. Cứ vậy yên đúng không? Để yên vậy luôn, không cần thay đổi gì luôn đúng không? Dạ không thay đổi, giờ cho dù mình kêu ảnh nhiều rồi ảnh không thay đổi, chứ cũng đâu có làm được, mình cũng tự đi làm nhà ảnh thôi à. Thôi cứ vậy đi ha. Dạ. Rồi cưng thì sao? À, em thì... Không muốn vợ thay đổi điều gì? Vợ thì hơi nóng tính và nhiều khi trẻ quá, cho nên là cái sự bồng bột ấy. À, thì mỗi khi mà có chuyện gì ấy, thì chỉ cần là vợ là suy nghĩ chín chắn và sau đó mới là chia sẻ ra, thì nó sẽ giúp vợ chồng hòa thuận và hạnh phúc hơn. Em hiểu không? Dạ có. Chỉ điều đó thôi đúng không? Dạ vâng. Đúng rồi. Còn mọi thứ thì vừa em tốt rồi. Tuổi với độ tuổi này vừa sinh được hai bé và làm vợ vừa phát triển kinh tế tốt. Đúng và rồi. Như vậy thì em cảm thấy tốt rồi. Và em thấy rằng là người đàn ông sinh năm 95 này là quá hợp với em không? Dạ đúng rồi, quá giờ. Hợp. Thực ra vợ em là hơi bị được đó nha. Còn cái chuyện chín chắn là từ từ á, lứa tuổi từ từ bạn đó bạn sẽ bồi dưỡng cho bản thân mình để chín chắn hơn. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc thôi chứ. Khuyên gì giờ đang hoàn hảo quá rồi. Muốn thêm đứa nữa không? Có đừng. Dạ. Cũng có ý định là trời ơi, hai đứa nữa. Kế hoạch đi, kế hoạch đi. Tại vì bây giờ không ở